Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tái nhân chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tái nhân chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tái nhân chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lệnh lễ Đức Thế Tôn Bậc ứng cúng chánh lệnh gia hay. Do nó được tái nhân nó tâm bảo cái vấn tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, Đức Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thừa an lạc. Xin thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một loại xuất phát khác. Một loại xuất phát này nó cũng xuất phát từ doanh nghiệp. Đó là hai thứ. Tiểu Bali gọi là Phawarupa. Phawa có nghĩa là cái trạng thái hay cái tính chất. Rupa có nghĩa là cái sắc pháp. Hai cái sắc này nó được hiển lộ ra để nó phơi bày ra những cái trạng thái hay là tính chất. Một loại sắc thứ nhất được gọi là sắc nữ tính, một loại sắc thứ hai được gọi là sắc nam tính. Sắc nữ tính có nghĩa là cái loại sắc pháp này nó phô bày ra cái hình dáng mà được định ra, định đặt là hình dáng của người nữ. Nó là nói về cái nhân loại hay chư thiên. Nhưng mà nói về những cái chúng sanh thuộc như những loài vật thì chúng ta gọi nó là giống cái. Thì nó biểu hiện ra với những cái bộ phận của giống cái và những cái tính chất của giống cái, như là nhẹ nhàng, như là mềm dịu, hoặc là nó có tính chất như là yếu điệu, vân vân, hoặc là có giống này dáng dấp như là yếu ớt. Thì tất cả những cái điều này nó được nêu bài ra bởi do cái sắc nữ tính này, tức là chỗ đây gọi là ít thiết ru băng, nó là sắc nữ tính. Rồi cái sắc nam tính này nó ngược lại, chỗ đây gọi là buddhista ru băng, tức là cái sắc nam tính. Nam tính là nói về nhân loại thì nó sẽ phô bày ra những cái hình thức của một người nam hay là những bộ phận của người nam. Nhưng mà nếu nói về những chúng sanh khác giống như là loài thú thì chúng ta có thể gọi là giống đực, và đó là cái phô diễn ở cái hình thức, nhưng mà nó còn phô diễn ở một cái dáng dấp hay là một cái trạng thái của nó. Thì cái dáng dấp của người nam đó, nó thô cạp, nó cứng cỏi và nó có vẻ mạnh bạo hùng dũng. Thì tất cả những cái từ cái hình thể cho đến dáng dấp này được biểu lộ thì đó là do cái sắc nam tính nó hình thành. Nhưng mà có một cái số thì một số sắc nhiều pháp á thì cho rằng mỗi chúng sanh á thì chỉ có một cái loại sắc tính này mà thôi, hoặc là nam tính hoặc là nữ tính. Tình thật thì nó không phải như vậy. Tình thật thì lúc nào một cái chúng sanh
nó có ẩn hiện hai cái, nó luôn nó có cái hai cái sắc tính này ở bên trong. Nhưng mà một loại sắc tính nào đó nó dũng mạnh hơn, nó mạnh hơn thì nó ép cái loại sắc tính kia để mà nó phô bày ra cái hình thể, hoặc là cái dáng dấp của nó. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi một cái người nữ ấy, mặc dù là người nữ thì theo đúng thì phải có cái cách thức nhẹ nhàng, cách thức dịu dàng, hay là yếu điệu, hay là yếu ớt. Cái âm thanh thì nó có vẻ là du dương, hoặc là nó thanh thoát, nó là cái giọng nói. Nhưng mà cũng có những người nữ mà có giọng nói rất là ồ ồ ồ ra, nó tựa giống như là giọng nói của người nam, và có những cái tiếng đi nó rất là dũng mãnh chứ không có niềm yếu chút nào cả. Hoặc còn giả là có những cái bộ phận như người của nam giới, như là râu chẳng hạn, là thì có những người nữ cũng có thể mọc râu như là tới lại những người nam ấy, mặc dù có những theo cái nguyên tắc thì những người nam này là phải có tướng đi rất là hùng dũng khỏe mạnh, có những cái thái độ rất là cứng cỏi hoặc là thô cạp. Mà thế nhưng cũng có những người nam ấy, tướng đi ẻo lả giống như là cô gái, hoặc có những người nam ấy, có những cử chỉ chậm chạp, nó không có nhanh nhẹn chút nào cả. Nó không phải là cái do cái tính tập mà nó làm cái thói quen như vậy, nếu là nó đi một cách nhẹ nhàng chậm chạp, nó có dùng hùng dũng này mà. Mà nó ẻo lả, thằng đi nó không có thô cợt, mà nó có vẻ như cái những người mà múa hay là những người vũ đi. Thế những trường hợp này chắc chắn ba thấy là nó ở trong cái thân xác của người nam đó, nó vẫn có cái sắc nữ tính đó. Hoặc giả như chúng ta thấy là những con beo gắm mà thuộc về con beo đực á, nó cũng rất là nhẹ nhàng, rất là uyển chuyển, rất là mềm mại, chứ nó không có thô cạch chút nào. Nói về giọng nói của người nam á thì nó phải là lớn hoặc là rõ ràng, hoặc là phải có một tính dứt khoát. Thì trái lại có những người nam có giọng nói eo éo, nó không có giống ai hết, không giống như cái người nam thật sự. Và chúng ta biết là nắm bắt được một cái tổng quát vậy, nhưng mà xin thưa là hai cái loại sắc này, sắc nam tính hay sắc nữ tính này, đó là một loại sắc tế. Chúng ta không thể ngửi, nếm, đụng, thấy hay nghe được, mà chúng ta chỉ nghe, thấy hoặc ngửi nó theo cái sự phô bày của sắc nữ tính hoặc sắc nam tính này nó hiện lộ ra mà thôi. Nên nhớ rằng khi chúng ta thấy một người nữ, chúng ta do cho là chúng ta thấy người nữ, hoặc thấy người nam chúng ta cho thấy người nam, cái người này nắm như vậy là không có chuẩn. Bởi vì thấy chỉ là sắc cảnh sắc mà chúng ta đã tìm hiểu rồi. Cái gì mà chúng ta thấy thì cái đó là sắc cảnh sắc. Từ cái hình dáng, từ dốc dáng, từ cái điệu bộ mà chúng ta thấy được tâm thần. Cho nên không có nắm là đây là cái giọng nói của người nam, đây là giọng nói của người nữ. Cho nghe không thể nào nghe được cái sắc nam tính hay sắc nữ tính. Ngửi cũng vậy, đụng cũng vậy. Chúng ta cho là đụng như cô bé gái hoặc là đứa bé trai, nó thực tế thì chúng ta không có đụng được cái sắc nam tính hay sắc nữ tính ở trong cái cô bé gái đó hoặc là cái cậu bé trai đó. Mà khi chúng ta đụng chính là sắc cảnh xúc,
Cho nên nếu nó hai cái sắc tính này thì chúng ta phải hiểu nhầm rằng nó là loại sắc. Bây giờ trước khi tìm về qua những cái ý nghĩa của cái hai loại sắc này thì chúng ta tìm nguyên nhân nào để mà nó có hiển lộ sắc năm tính hay sắc mười tính. Chúng tôi xin lặp lại quý vị một điều là trong cơ thể chúng ta hay là trong thân ngũ quẩn của một chúng sanh luôn luôn có hai loại sắc, là sắc năm tính, sắc mười tính, chứ không phải chỉ có một. Mà điển hình giống như ở trong kinh điển nói là cái người mà có lưỡng căn á, cái người này rất là lạ, đặc biệt. Khi gặp người nữ á thì người này xuất hiện cái bộ phận của người nam, mà khi gặp người nam nó lại xuất hiện bộ phận của người nữ. Thì cái người mà lưỡng căn này đó có một dạng là có thể làm cho người nữ khác mang thai và đồng thời chính mình cũng mang thai. Một dạng thứ hai là chỉ làm cho người nữ khác mang thai nhưng mà mình không mang thai. Đây là cái loại lưỡng căn, đây là loại lưỡng căn này thì nó chính được quy kết vào trong cái người lạc vô nhân. Và tức là cái người mà tạo dục phước thiếu tam tư đồng thời không có tí, mà chẳng may thì phải sanh được làm cái người dạng này. Và bây giờ chúng ta bước qua cái nguyên nhân hay là cái chủng tử hay là cái mà để dẫn tới làm người nữ và cái nghiệp dẫn tới làm người nam. Xin thưa, thông thường dẫn tới người nữ là do cái nghiệp tham ái nặng, chúng ta mới đâu ấy vậy. Tức là đối với sắc thân hương vị xúc mà một chúng sanh nào thích hưởng thụ nhiều và hưởng thụ không biết đủ thì do cái nghiệp này nó sẽ dẫn dắt dễ sinh làm nữ nhân. Dĩ nhiên ở trong cái giới thứ ba, tức là giới ba hạnh trong dục lạc đó, nó ẩn tàng cái ý nghĩa tham ái nặng này, tức là tham dục rất là nặng. Nó là thích về sắc hình hương vị xúc và rất thích hưởng thụ của nó. Một khi mà thích hưởng thụ như vậy thì khi tái sinh nó dễ dẫn dắt tới trạng thái lập người nữ. Mà điển hình như trong kinh điển chúng ta thấy từ cái nghiệp tham ái, một vị công tử ở thành Sô-ra-giá một lần nọ ngài cùng với những người bạn của mình đi tắm sông, đi ra tới cổng thành thì lúc đó gặp Đức Maha-cách-cha-na hay là Maha-cách-cha-na đang đắp lại chiếc y cho chỉnh tề để rồi đi vào thành thất thực. Mọi cái màu da của ngài Maha-cách-cha-na rất là xinh đẹp, vàng óng ánh. Thì cậu công tử Sô-ra-giá đã khởi lòng ý rằng ồ, ước chi vợ ta có thân hình đẹp như Sa-môn này, hay là vị sa môn này nếu là nữ người ta sẽ cưới về làm vợ, chỉ bấy nhiêu thôi. Thì từ thân nam giới chuyển thành nữ giới, và cô tiểu thư này lại có lập gia đình, có thêm hai người con. Và muốn nó vào một lúc mà thuận lợi, nhờ người bạn công tử mình thỉnh Đức Maha-cách-cha-na đi tới, và nàng sám hối. Nhưng ngày nàng kinh sợ về cái lỗi lầm của mình thì sám hối xong, công tử tiểu thư Sô-ra-giá chuyển thành công tử như cũ.
ngán ngẩm về cái trạng thái thay đổi bất thường như vậy. Cho nên công tử Soraya đã xin xuất gia. Thì trong lúc mà xuất gia đó, cái gì thì thường thường hỏi rằng này hiền giả Soraya, trong bốn người con, tức là trước khi mà chuyển thành người nữ á, thì công tử Soraya này lại có hai người con. Sau khi làm người nữ thì lại có thêm hai người con. Và trong chư tỳ kheo hỏi là trong bốn người con vậy đó, thì hiền giả thương mến ai nhất? Thì công tử Soraya trả lời rằng thưa chư hiền, trong bốn người con đó thì hai đứa con mà do tôi sinh ra đó là thương nhiều nhất, còn hai đứa con mà do vợ tôi sinh ra tôi thương ít hơn. Khi nói lên cái nghĩa này để phản ánh lên cái tâm trạng là dính mắt của người nữ nhiều hơn. Chồng là con á, tại nó không có quân bình, nó không có đồng điệu. Những người con ruột của mình đó là con mình sinh ra đó là mình là thương hơn, còn những người con mà do vợ mình sinh ra là mình không thương, hay là thương ít hơn. Cho nên cái chủ yếu để mà tái sinh làm người nữ á, nó là do cái mãnh lực của tham ái. Còn cái người nam có tham ái không? Cũng có, nhưng mà mãnh lực của tham ái của người nam nó ít hơn, nghĩa là nó giảm thiểu hơn. Tuy nhiên nói là nói như vậy chứ không hẳn, đây là một cái nghiệp thứ nhất để muốn nói. Một nghiệp thứ hai nữa để nói là do một cái sự rèn luyện của mình. Tức là những người nữ mà muốn chuyển thành người nam đó phải tập cho mình có một cái tính dứt khoát và mạnh mẽ, không có chần chừ, không có cái điều nào hợp pháp biết rõ nó hợp pháp, cái điều nào phi pháp biết rõ nó phi pháp. Và đối với những cái điều mà phi pháp á thì cần dứt khoát là không vi phạm. Xin thưa, điều này nằm ở đâu? Xin thưa, cũng nằm ở trong bài kinh gọi là Đức Đế Thích Vấn Đạo, hay là Sắc Cắt Băng Hà, Băng Hà tức là Đế Thích hỏi. Thì trước đó trong thời Đức Phật Ca Diếp có ba vị tỳ khưu, nghề giới hạnh cũng rất là tốt. Và bây giờ có người nữ hộ độ cho ba ngài, nhờ các ngài chỉ dạy cho người nữ hộ độ, này đó tu tập thực hành cái pháp môn là niệm thể trược, đó là thường xuyên quán sát cái hơi này đầy thứ thể trược, cho nên có một cái tính nhàm chán đối với thân người nữ. Và do cái tu tập vậy là ước nguyện rằng kiếp sau sanh làm người nam với một cái tâm kiên định như vậy, rất là dứt khoát như vậy, thì mệnh chung người nữ hồi độ đó tái sanh làm một vị thiên tử nam. Nhưng mà ba vị tỳ khưu kia đó thì lại tái sinh làm ba thiên thần nhạc sĩ, là phải đánh đàn để giúp vui cho vị thiên tử này. Trong thời Đức Phật cũng vậy. Trong thời Đức Phật á, đột ngột có một số vị mà hưởng thức hưởng thụ sắc thanh hương vị rất nhiều, và do đó cái sắc nữ tính này nó có cơ hội nó trội lên, và nó làm cho những thân của những vị tỳ khưu chuyển thành nữ tỳ khưu ni. Vậy bây giờ Đức Thế Tôn này mới chế định học giới, điều này là một gì? Từ
nam mà chuyển qua nữ thì gìn giữ những học giới của tỳ khưu ni. Nhưng mà trong thời Đức Phật cũng có một số vị tỳ khưu ni nhờ tu tập về thiền định và có tính dứt khoát, mà tức là mạnh dạn, giống như là tính khí của người nam vậy, nhờ giới với nghị lực, thì từ thân của nữ tỳ khưu ni chuyển thành nam tỳ khưu ni, hay là nam tỳ khưu. Và trường hợp này Đức Thế Tôn ngài cho ban cho một cái học giới là những vị tỳ khưu ni mà chuyển thành tỳ khưu nam thì được thọ trì những học giới của tỳ khưu tăng, hạ lạp vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. Điều này nằm ở trong tạng luật. Cho nên chúng ta thấy rằng á, cái người nữ á, bởi do nghiệp tham ái nhiều thì nó dẫn tới một cái đau khổ. Mà trong Tăng Chi Kinh này Đức Phật ngài dạy là cái người nữ thường thường có cái ba cái điều tội lỗi. Thứ nhất là mỗi tháng phải đau khổ. Thứ hai là phải phục vụ cho người nam. Thứ ba là phải phục vụ cho những người không phải là thân bằng quyến thuộc của mình. Tức là khi mà thành lập gia đình thì phải về nhà chồng, rồi phải phục vụ cho cha chồng hay là gia đình bên chồng, không phải là của mình. Thoát khỏi ba cái điều này. Thế nên chung quy là với những người mà có cái thói quen mà mềm yếu dù nam hay nữ và thích hưởng thụ về sắc thân hương vị xúc thì những người đó có thể đoán được cái hậu lai của mình, đó là những kiếp sau của mình có khả năng trở thành người nữ. Trái lại những người mà ở trong hiện tại này rèn luyện với một tính chất nó vững mạnh, tâm lý nó kiên định, làm những việc gì nó có tính dứt khoát đúng hoặc là không đúng, rõ ràng minh bạch, sai hoặc là không sai, nó rõ ràng như vậy và quyết định rõ ràng như vậy. Tức là không có trường hợp gọi là vô nghi, không có trường hợp mà thông cảm tha thứ. Tha thứ là tha thứ mà thông cảm thì nhiều khi không cần, mà phải rõ ràng minh bạch điều này là tội lỗi, điều này không phải là tội lỗi. Cái điều tội lỗi nó xuất phát từ một nguyên nhân nào đó thì đó là một nguyên nhân, phải rõ ràng minh bạch như vậy, chứ không phải đem nguyên nhân mà gán ghép cho một cái hành động đó để rồi có cái sự khoan dung. Nó phải rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Mà đang nghĩ vậy thì người nữ cũng có khả năng chỉ trong một kiếp sau, hai ba kiếp sau thì có thể chuyển thành người nam, mà làm người nam thì có nhiều cái hạnh phúc hơn. Đây là nói về cái phần đông phần chung. Họ cho nên mong rằng đại chúng của chúng ta đó là sẽ xé xét cho nó những sự kiện một cách rất là rạch ròi và có tính quyết định khẳng định ngay. Điều này là đúng, điều này là không đúng, điều này là phạm, điều này là không phạm, điều này phạm lỗi nhẹ, điều này phạm lỗi nặng. Nếu không có cái vấn đề từ cái nguyên nhân này dễ dàng tha thứ không cần. Mình có một cái tính dứt khoát và mạnh mẽ như vậy. Cho nên chúng ta thấy là Bồ Tát của chúng ta khi ngài đã quyết định mà đi xuất gia rồi thì ngài bỏ tất cả, thì không may gì nữa.
Khi thánh thấu được cái chân lý, người biết rõ đây là cái đạo tế, ngài mạnh nhẹ, mạnh nhẹ tứ lại khác. Mặc dù sau này đã là những vị thánh à, nhưng mà ở trong đạo Đức Trời đoạn trước đó cho chúng ta thấy, ví dụ như là Uttara chẳng hạn, con gái của ông Minh Né, một người trầy ruộng mà cúng dường cho Đức Xá Lợi Phất vào buổi sáng, à, buổi trưa những cái ruộng đã cài biến thành vàng, và trong cái mùa lễ hội đó ông Minh Né đã cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng trọn 7 ngày. Vào ngày thứ 7 thì Đức Thế Tôn ngài với thời pháp tội thích ứng với cơ tính, khiến cho cả bộ ba ông Minh Né, vợ Minh Né là nè là bà Uttara và con người con gái tên cũng là Uttara, à, chứng quả gì không? Mà không còn vị thánh mà cái chứng quả gì lô rồi đó, thì cái niềm tin ơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng là bất khói, không thay chuyển. Và từ khi mà chứng quả gì lô rồi thế giới còn một cái tư thế là độc thân như vậy, thì nàng Uttara đó thường thọ trì bát quan tây giới vào những ngày Uposatha, ngày bố bố tát lô lô là như vậy. À, mỗi ngày á thì nàng được á là một đồng tiền vàng cho cha mình cho để mà mua hoa cúng dường đến Đức Phật cùng với Chư Tăng. Nhưng mà khi mà về làm vợ của công tử con công Sumana là người chủ trước của tử giả Bình Á, thì này mới nói với người chồng là này, thưa anh, lúc ở còn ở nhà đó em thường hay thọ trì bát quan tây giới vào những ngày lễ Bồ Tát, bây giờ đây anh cũng nên cho em thọ trì bát quan tây giới. Người chồng á thì ham mê sức dục cho nên nó cương quyết từ chối, nó không có được, không có thọ bát quan tây giới. Bởi vì biết rằng ngày bát quan tây giới thì cái giới thứ ba đó thì từ mà không quan hệ, từ không có làm sai quấy trong dục lạc, nó chuyển qua là không có quan hệ. Nhưng mà nàng không cương quyết từ chối được, đây là một cái điều đau khổ, một trong ba điều đau khổ đó. Mà không có không có kiên quyết để nó giữ vững mấy cái điều tốt đẹp này mà phải chấp nhận. Đây muốn nói lên cái một cái tâm lý của cái người nữ. Nhưng mà tâm lý đó nó được bởi dẫn dắt bởi cái sắc nữ tính, bởi vì nó yếu, tâm đánh nó không được vững mạnh, à, cho nên có những cái người nữ đó rất thích chuyển thành người nam, mà như vào cái ngày mà bác quan thế giới cũng nguyện họ trì giai đoạn đầu rất là tinh tấn, rất là nỗ lực, nhưng mà nó không có tính kiên định. À, một thời gian sau thì từ 8 ngày chuyển còn 6 ngày, rồi từ 6 ngày chuyển còn 4 ngày, rồi từ 4 ngày chuyển còn 2 ngày, nó lôi sụt xuống. Cho nên giờ kiên định không tạo. Mà những người nào mà thọ trì bát quan tây giới mà một cách nghiêm túc thường xuyên thì cái xác suất mà để kiếp sau chuyển thành người nam nó nhanh hơn và nó cao hơn. Mà quý vị nhớ là cái người mà thọ trì bát quan tây giới mình đúng đắn nhất á thì làm Đức Phật ngài dạy bà Visakha đó là làm chủ của 16 quốc độ không bằng 1/16 của bát quan tây giới. Nghe một hồi bởi vì thế là ngày xưa Ấn Độ đó, cái người mà làm chủ của quốc gia phải là người nam, chủ quốc độ của người nam. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài dạy bà Visakha là cái này, Visakha nhớ một cái người mà thọ trì bát quan tây giới như một thời của bậc thánh á,
mà trọn vẹn một ngày một đêm như vậy thì cái phước mà làm chủ 16 quốc độ đương thời không bằng 1/16 của cái phước Bát Quan Đại Giới. Dĩ nhiên về cái mặt vật chất, về cái mặt mà cái quả tốt đẹp của Bát Quan Đại Giới đã hiển lộ đây vậy. Nhưng mà rõ ràng Đức Thế Tôn ngài ngầm nói lên nè, với những người mà thường xuyên giữ gìn Bát Quan Đại Giới một cách đúng đắn tốt đẹp, thì từ người nam có thể chuyển thành người em xin lỗi từ người nữ có thể chuyển thành người nam, bởi làm chủ 16 quốc độ nó không phải là người nữ mà lại là người nam. Người nam đó là những đoạn kinh văn ở trong Văn Duy Kinh mà Pháp Ba Chi thì ngài trai giới để chúng ta suy ngẫm. À, cho nên cần phải giữ gìn giới thật trong sạch, nhất là cái giới bất quan, cũng phải cần phải giữ lấy cái ưu điểm mình đã có, đừng có ham mê sắc tinh hương vị xúc, rất thọ hưởng sắc tinh hương vị xúc thì tương lai vì e ngại rằng mình sẽ phải tái sinh làm người nữ. Và bây giờ chúng ta nắm bắt được những cái điều quan trọng như vậy, bây giờ chúng ta đi tới tìm tới những ý nghĩa của sắc nữ tính. Tại cho nên là chữ sắc nữ tính có nghĩa là ít thiếu ru băng hay là ít thiếu ru má. Thì chúng ta phải nắm bắt rằng là nó có bốn cái cách thức đây chúng ta đã nhận định ở bên ngoài. Thứ nhất là nó có những cái bộ phận của người nữ. Thứ hai là nó thể hiện được cái tướng người nữ, tức là đi nó yểu điệu, đi nó nhẹ nhàng. Thứ ba là cái tánh nết, tức là có thói quen là nhu mì, là nhu thuận. Những cái điều mà cần phải phản đối phản kháng thì không phản kháng, không phải đó. Cái đó nó không phải là một cái yếu tố tốt. Ví dụ giống như người nữ á, thấy như người con của mình nó sai quấy, nó không dám mà cương quyết để mà hướng dẫn, thôi cũng nghe nói là nó còn nhỏ, nó không biết gì. Nhưng mà thật sự mày cần phải nghiêm khắc, bánh nhu mì, bánh nhu thuận. Thứ tư nữa là cái cách hành động theo tính chất của nữ tính, tức là nó yếu ớt, nó chậm chạp, nó không có nhanh nhẹn, đồng thời trong cái đó nó có sự khéo léo. Người nam thì nó khéo léo đâu, một số người nam thì cũng có cái đặc tính này, thì khi mà cái sự khéo léo của mình á, ví dụ những người họa sĩ mà vẽ tranh đẹp hay kia, pha màu đẹp rất khéo léo, thì mình ngầm hiểu là nó là do sắc nữ tính nó dẫn lộ, hoặc là có những ngón tay thuôn thả, những ngón tay mà dài như là ngón vít hay ngón sen gì đó, nó không có thô cợt, thì đó là chúng ta phải hiểu. Đây là bốn cái nét mà chúng ta nhận dạng. Và bây giờ bốn ý nghĩa cho nó. Thứ nhất là trạng thái, nó là cái khuôn khổ của cái người nữ, tức là nó hợp với cái tính cách của những bộ phận người nữ, mỗi người nữ. Thứ hai, cái phận sự của nó là nó hiện bày ra tính cách của người nữ, và cái thành tựu của nó là phải có cái sắc nữ tính.
Ở trong những cái trường hợp này chúng ta khó có nói là những cái danh từ để chỉ cho những cái bộ phận người nữ, mà quý vị các anh em hiểu ngầm dùm. Nhân cần thiết mới gồm có sắc tứ đại. Bây giờ chúng ta qua tới cái trạng thái của cái người nam, trạng thái người nam nó cũng vậy. Trạng thái người nam nó cũng có bốn cách. Thứ nhất là nó có bộ phận của người nam như là râu và hạt, hay là những cái bộ phận mà đặc trưng của người nam. Thứ hai là nó phô bày ra cái nam tướng có vẻ là kịch cọp, thô kệch, nó không có đi đứng nghe rầm rầm như hàng vậy. Thứ ba là cái tính nết của người nam, tức là một cái thói quen cứng cỏi, nó không có mềm yếu, nó không có, nhiều khi nó không có cái trạng thái của người nam á, đôi khi có thể dửng dưng được. Đây là một cái nhược điểm. Có người nam thiếu cái tâm từ hơn người nữ. Nếu là ở góc độ tốt, mà ở góc độ xấu á, thì cái tâm từ của người nữ có chừng nó rơi vào ý nị. Cái trái lại người nam nó có tính cứng cỏi, tức là cứng khẳng định, nó kiên quyết. Và cái hành động theo nam giới, tức là nó hùng mạnh, nó dũng mãnh. Đó là những cái tính chất. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới bốn ý nghĩa của nó. Tức là cái trạng thái á, là có những bộ phận của nam giới. Thứ hai là cái phận sự của nó là phô bày ra những cái làm hiện lộ rõ ra những cái bộ phận ấy. Thành tựu của nó là có tính chất của người nam, và nhân cần thiết của nó là sắc tứ đại. Như vậy xin thưa quý vị, sau khi chúng ta tìm hiểu hai cái loại sắc tính này, thì bao giờ khi mà chúng ta quan sát đến với bản thân mình, có những lúc mà chúng ta mềm yếu, chúng ta hay thương vai và khóc mướn á, nói chuyện không đáng gì mà cũng cảm thấy xúc động bùi ngùi, thì như là cái tâm lý của chúng ta nó yếu. Mà tâm lý nó yếu đó thì nó chính là ảnh hưởng cỡ cái sắc nữ. Nhưng mà có những cái chuyện thay gì đáng rải lòng từ, đáng xót thương, đáng tha thứ, đúng không? Nhưng mà tâm tính chúng ta lại lạnh lùng, cứng cỏi. Tâm tính chúng ta nó lại khó lai khó chuyển. Thì đó là do cái sự thúc giục của sắc nam tính. Và như vậy nếu có người có trí thì sẽ biết dung hòa cái điều nào cần thiết và điều nào không cần thiết. Nếu một sự là tính cách nhu thuận của người nam nó khác với cái sự nhu thuận của người nữ. Nhu thuận của người nữ nó có tính cách yếu ớt, nó có tính cách phục tùng và không có cái lý trí xem xét. Còn nhu thuận của người nam nó lại có cái lý trí xem xét. Nhưng mà ngược lại, người nhu thuận mà không có đòi hỏi lý trí xem xét đó thì coi chừng nó cộng vào cái sắc nữ tính ở trong thân thể nó chi phối. Cho nên khi mà chúng ta nắm bắt hai cái này thì chúng ta tự quán xét lại, và đồng thời chúng ta sẽ tìm dịp để mà cân bằng, loại trừ đi những cái nhược điểm của nam tính, loại trừ đi những nhược điểm của nữ tính, và phát triển cái
ưu điểm của sắc mạnh tính, đồng thời phát triển lại cái ưu điểm của sắc nữ tính. Nói chung thì những cái loại sắc này, nó một cái nó có ưu điểm riêng, có nhược điểm riêng. Và nếu chúng ta khéo léo thì chúng ta sẽ hài hòa một cách tốt đẹp vậy. Và thôi vậy thầy giảng chúng ta cũng đã đầy cũng vừa phải lẽ. Điều chủ yếu dù nam tính hay sắc nữ tính thì điều cần thiết là loại trừ đi sự đắm nhiễm trong sự hưởng thụ sắc thinh hương vị xúc, càng giảm thiểu sự hưởng thụ sắc thinh hương vị xúc thì người nữ có thể chuyển thành người nam, cộng thêm hành trì giới bát quan tài giới một cách nghiêm túc. Rồi người nam nếu mà hành trì giới quan tài giới một cách nghiêm túc và đồng thời có sự kiên định nó phát triển được như vậy thì vấn đề mà dẫn tới đạo quả hay thiền định cũng không còn xa xôi lắm. Dạ thưa vậy và trước khi dứt lời xin dẫn quả phước này đến cho chư con đức tăng, cầu mong các ngài có thể thọ dụng để được hóa thể kinh an. Xin đem quả phước này đến cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử nô tràng. Mong rằng quý vị thọ dụng quả phước này để được an vui tự tại. Sau cùng chúng tôi cũng xin hồi quả phước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ chư tôn đức tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập và để đắc truyền mọi sở nguyện, chứng đạt được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sơn Khai Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cùng kính lễ Thượng Tọa Chánh Minh và kính lễ quý chư tôn đức trong đạo tràng. Kính chào quý anh chị. Con xin kính đọc câu hỏi số 1 bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay. Sau bài học vi diệu pháp số 83 hai sắc tính. Câu hỏi số 1 như sau: kính thưa sư, tại sao khi xuất gia thì những người lưỡng tính không được thọ giới, và làm sao để tu tập để kiếp sau tái sinh không bị trở lại tình trạng lưỡng tính như vậy nữa? Con kính cung thỉnh sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã phải tín hiệu của sư, con kính cung thỉnh mời sư ạ. Xin cảm ơn câu hỏi này. Khi mà xuất gia những người lưỡng tính không được thọ giới, cái trường hợp mà do không biết cho cái người lưỡng tính thọ giới rồi mà khi mà phát hiện là người lưỡng tính thì lập tức trục xuất khỏi tăng đoàn. Điểm thứ nhất là không có cái giới nào dành riêng cho cái người lưỡng tính, hoặc là tỳ khưu hoặc là tỳ khưu ni. Giới của tỳ khưu hoặc là giới của tỳ khưu ni chứ không có giới của người lưỡng tính. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, như chúng tôi trình bày khi nãy, cái người lưỡng tính á có khả năng làm cho những người nữ khác mang thai, mà ở trong một cái nghi đoàn hoặc là tăng đoàn như vậy mà nó có sự kiện này á thì nó làm ô nhiễm cái tăng đoàn, và người ta sẽ biết là cái hàng tại gia cư sĩ sẽ không hề biết được là cái người này phải lưỡng tính hay không, phải do cái người lưỡng tính làm hay không, mà sẽ quy kết là cái những vị nữ tỳ khưu ni này có tình ý sai đại khái là phạm giới. Thì điều này nó không tốt đẹp. Mà nếu chấp nhận thì nó lại là chuyện cái người lưỡng tính này nó không hợp lý. Rồi do đó trong cái luật xuất gia là không có chấp nhận cái người lưỡng tính xuất gia. Nếu phát gia hiện ra cái người lưỡng tính lỡ có xuất gia rồi thì phải trục xuất. Bây giờ nếu mà
để kiếp sau mà không có trở lại cái tình trạng của người lưỡng tính như vậy. Hôm nay là phải giữ gìn giới bất quan cho nó được tốt đẹp, hoặc là tập những cái tính giống như người nam, một cách cương quyết thẳng thắn, chứ không có du di hay gì nữa. Tức là muốn nói một cái khác á, là giải trừ đi cái sự thích hưởng thụ về sắc tinh hương vị xúc nhiều, mà đặc biệt là cái giới thứ ba của ngũ giới, tức là dù cho ngũ giới hoặc là bát giới thì gìn giữ một cách tốt đẹp thì tình trạng lưỡng tính nó cũng sẽ chấm dứt, để cho trở thành là nam tính, mà nữ tính nó cũng thể trở thành nam tính, như chúng tôi trình bày trong bài giảng như vậy. Xin gửi đến lời đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa chánh linh qua câu hỏi số 1. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2 của Thiên Đàng 09. Câu hỏi của Thiên Đàng 09 như sau: Bạch sư, cho con hỏi cách thọ trì bát quan trai như thế nào để được kết quả tốt. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh mời sư ạ. Sự từ bi hoan hỷ trả lời cho câu hỏi của Thiên Đàng 09. Dạ, con mời sư. Cho nên trong cái bài kinh Ngài Thế Giới thì Đức Thế Tôn này có dạy bà Visakha rất là rành mạch. Và trong ngày mà Ubo Sa Phá, tới ngày mà giới qua thế giới thì chúng ta nhớ là giờ phải Đức Phật chỉ có 6 ngày thôi. Đó là ngày mùng 8, ngày 14 và ngày trăng tròn của mỗi nửa tháng. Đó là ngày mùng 8, 14 và ngày rằm, hoặc là 23, 29 hoặc là 30. Tính ra lịch Việt Nam chúng ta vậy. Thì những ngày đó đó, sau khi mà phát nguyện thọ trì bát giới xong, cái người không tới chùa cũng được, thì ở trong nhà mình có cái kim thân Phật á, mình phát nguyện là hôm nay tôi sẽ gìn giữ 8 giới, tức nghe là mình xem xét về không sát sinh, không lấy của, không cho, không quan hệ tình dục, không nói dối, không uống rượu, không có dùng sấy già, không có trang điểm thoa bột thơm rồi phấn, leo tàn hoa, hay là nằm ngồi nơi nghe ca hát đờn kèn và vân vân, hay là nằm ở giường cao và xinh đẹp. Sau khi thọ trì xong, ngày bắt nguyện thọ trì xong, thì người đó sẽ thu xếp cái công việc của thế sự mình ở trong cái buổi sáng đó cho nó hoàn tất. Ở vào buổi chiều thì người đó tìm cái nơi thanh vắng, ngồi ở nơi thanh vắng đó, không tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc, tức là những ông tiếp xúc với sắc đẹp, những âm thanh du dương dịu ngọt, hay là những cái mùi hương thơm vân vân. Mọi người nói ngồi đó niệm tưởng về ân đức Phật, tức là ngồi thiền tập niệm tưởng về cái ân đức Phật, hoặc là ân đức Pháp, hay là ân đức Tăng, hoặc ân sự bố thí buông bỏ, hay ân thức của giới hạnh, hoặc là ân đức của nhiều chư thiên. Nói cách khác á, thì khi ngài bắt quan thế giới xong, nếu mà thọ trì một cách đúng đắn nhất, thì đó vào buổi sáng sau khi lo những cái việc thực sự xong, thì vào buổi chiều cho đến sáng hôm sau, người đó không còn quan tâm tới cái việc đời nữa. Người đó ở một cái nơi thanh vắng để mà ngồi tu tập thiền tịnh, hoặc là
quán tưởng về những cái pháp mình đã học. Như vậy được gọi là họ trì một cách đúng đắn. Mặt khác, nếu nói về những cái giới thì không xa quan hệ thì không nói dối, không uống những chất say đã đành. Nhưng mà đi cái giới trang điểm đó, pha vật thơm mà đeo trang sức này kia đó, và nếu mà đúng đắn nhất thì người đó sẽ cởi bỏ những vật trang sức ra và đem cất vào một cái nơi nào đó, một cách nó an toàn. Đó là những đôi bông tai, những cà rá, những dây chuyền nè. Vì những người đó nếu mà nghiêm trì vào cái giới này, tức là trang điểm, thôi vật thơm, giờ vẫn đeo trà hoa đó. Đeo trà hoa này người Ấn Độ ngày xưa có, chứ bây giờ thì cũng là cũng ít. Thì những cái vật trang điểm đó cắt bỏ, đem vô trong một cái nơi mà an toàn, thì sáng hôm sau mình có thể đeo lại. Rồi cái những cái giường mà cao và xinh đẹp nữa, nếu mà đúng nghĩa nữa thì những cái giường mà nó có đủ khả năng để trong cái người mà nó chui lò ở dưới, nó nấp ở dưới thì nó sẽ đeo giường cao. Hoặc những cái giường mà nó có những cái hoa văn, hoặc là những giường niệm như là niệm kim đan rồi chẳng hạn vậy, thì cái người đó cũng nên từ bỏ. Và người đó có thể là dùng một cái chiếc chiếu nào đó hoặc là một cái gì đó trải trên đất nằm thì nó tốt đẹp hơn. Đây là chúng ta nói về trên một cái mức độ mà là nghiêm khắc nhất có cái giới bất quan là vậy. Dĩ nhiên không dùng cho thực chiều rồi đã đành rồi, nhưng mà hai giới sau cũng phải quan trọng lắm, bởi vì nó tập cho chúng ta có một cái thói quen và bằng lòng với những gì đang có. Và sao lắm nghe những cái ngũ trần, tức là sắc thân hương vị xúc. Nếu mà nghiêm khắc thì là như vậy. Nhưng thật tình mà nói cho ba giới bất quan thế giới mà được một cái quả phước mà làm chủ 16 quốc độ không bằng 1/16 của cái phước bất quan thế giới, nó không phải dễ dàng gì đâu. Tức là trong cái thời gian từ sau và ngõ trở đi á, chúng ta nghiêm túc từ giới cho đến định và phát triển tự quán, thì quý vị sẽ thấy rằng trong một buổi chiều như vậy đó, cho đến sáng hôm sau đó, mà giới không bị vi phạm, định lại có thực tập, đồng thời suy xét về những cái pháp mà mình đã học, mình đã hỏi, mình đã hiểu và mình đã thực hành, thì phước đó nó khủng khiếp lắm. Cho nên lời dạy Đức Phật không phải là ngài cường điệu, mà thực tế là như vậy. Cho nên xin trả lời câu hỏi của hình như của Trung Tăng suốt ngày thì phải. Và nếu cái trường hợp á, buổi chiều á được ăn da ua hay, bởi vì á cái thời gian cái giai đoạn đầu á, trước khi mà lương y chia quả cáo mà có cái lời thỉnh cầu này đó, thì chư tăng á rất là nghiêm túc, cho nên có thể nói rằng á là chư tăng á bị thiếu dinh dưỡng, suy dinh dưỡng, cho nên thường hay là bị bệnh rất là nhiều. Họ cho nên nhớ một cái tinh thần lương y của ông lương y chi quả cá đó,
Nghe nói thế rằng vào buổi chiều những cái loại này nó không phải là loại vật thịt, như là đường này, mật này, sữa tươi này, sữa đặc này. Và sữa đặc bây giờ chúng ta có thể gọi cho ngày xưa thì sữa đặc nó có thể là loại bơ lỏng á, bơ bơ đặc, nhưng mà dầu mè. Đó là năm cái dược phẩm để trị bệnh vào buổi chiều. Mình lưu ý như vậy nha. Với những cái gì được dùng vào buổi sáng mà sẽ nhiều vật thực đó, thì buổi chiều nó không nên dùng nếu mà nghiêm túc. Nhưng mà ví dụ giống như cái lọ đề vào buổi sáng á, nếu mà trong những loại vật thực đó thì cái lọ của hữu đường đó á, vào buổi chiều á, mặc dù rằng á có thể dùng được, nhưng mà vì là nấu nướng vào buổi sáng là nó là cái loại vật thực rồi, chứ không phải là loại thuốc để bệnh vào buổi chiều được nữa. Nhưng mật ong là chẳng hạn vậy thì cái đó là kiên kệ. Cũng tương tự giống như cái người Miến Điện vậy đó. Ở Việt Nam chúng ta đó thì uống nước trà vào buổi chiều thì được, bởi vì người Việt Nam chúng ta dùng loại trà đó giống như là một cái chất nước giải khát. Nhưng mà ở Miến Điện thì cái đọt trà người ta dùng để làm vật thực, người ta nấu ăn. Cho nên các vị sư ở Miến Điện vào buổi chiều không dùng nước trà, mà dùng nước trà người ta nhiều phạm giới. Cho nên nếu mà vào buổi chiều thì có thể dùng dao ua được, hay là uống sữa được. Cái đó là luật cho phép. Xin trả lời cho đại 32 vậy. Nam mô Bụt Thầy Dạy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt Thiên Đàng 10, Thiên Đàng 09 và Rạng Đông kính tri ân sư. Và con xin hỏi thêm là trước khi mình thọ bát quan trai giới, mình có cần đến chùa không, hay là có thể mình ở nhà mình tự động mở cuốn sinh kinh Nhật Tụng ra để mình đọc tám giới đó, rồi mình xin thọ khoảng thời gian nào là có thể là thọ giới được, phải không sư? Con xin kính mời sư chia sẻ và giải thích thêm ạ. Đúng vậy, con anh muốn hiện tại nên lưu ý giùm. Vào cái ngày mà bắt quan thế giới không nhất thiết mình phải tới chùa, có tới chùa lại gần tốt, mà không nhất thiết mình phải tới chùa. Mà khi mình biết đó, cái ngày bắt quan thế giới xong đó, thì ở nhà mình có cái kim tông Phật, mình đến lễ kim tông Phật và mình mở kinh Nhật Tụng ra cũng được. Mình chỉ nói là bạch túi tôi hôm nay con xin nguyện thọ trì bát quan thế giới, lúc là con xin giam giữ là không sát sinh, không trộm cắp, không quan hệ, không nói dối, không uống rượu, không ăn dùng sái giờ, không có múa hát khỏi càng đờn hay xem múa hát nghe đờn càng, không có trang điểm thoa dịch thơm, mình không nằm điều cao, đúng vậy rồi sao? Là mình đã thọ giới. Và trường hợp này ở đâu? Điểm thứ nhất, nếu mà cài dạy rằng á, che tấm hàng phít ca quê si lăng qua đà mi này, chứ thì khô như lai dạy rằng chính sự cố ý là giới, mà mình khi nào cố ý họ tùy được cái giới đó là nó trở thành cái giới của mình. Đây là điểm thứ nhất về Phật con. Điểm thứ hai về bốn sanh, thì ở trong một kiếp quá khứ Bồ Tát chúng ta sanh là một cái người thương buôn, ngày đi buôn ở trên biển, bất ngờ bão tố nổi lên và đánh chìm cái chiếc phương thuyền của ngài. Thì ngài uống dầu mè vô trong thật nhiều, là từ cái cột bụng ngài phóng ra cho xa. Thì ngài bơi lội 7 ngày trên biển, ngài có tên là Chá Lát Cá. Thì khi ngài bơi lội như vậy đó, thì cũng vị chư thiên nữ hộ trì của ngài đó, họ lại mất đi dự đại hội chư thiên.
Bây giờ ngày vào qua ban đêm ngày nhìn thấy trăng tròn ở ngày đó, hôm nay ngày Bát Quan Thế Giới, ngày Bồ Tát, ngày xúc miệng, ngày dùng cái nước biển ngày xúc miệng cho nó sạch sẽ xong á, và phát nguyện hôm nay coi sinh thọ Bát Quan Thế Giới. Nó là trong cái câu chuyện tập độ nói về hạnh tu tập, hạnh tương tấn của Đức Bồ Tát chúng ta. Nó là hai cái dẫn chứng mà chúng ta dẫn chứng cho con hạnh phúc hiện tại yên tâm. Nếu có điều kiện mà tới chùa để hoàn tốt, còn nếu không có điều kiện tới chùa mình vẫn có thể tu tập về. Mà xin thưa chúng ta giờ nhìn thấy một câu hỏi của vị đạo hữu nào hỏi đó. Nói rằng này, với những cái người mà phải đi làm á, thì làm sao mà sắp xếp được cái buổi chiều ngồi nơi thanh vắng và quán tưởng ăn Đức Phật, đúng vậy như là thiên đàng không chính.